Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Hôm trước mình làm xong cái phần táp này, phần táp hướng dẫn xong rồi. Như vậy các bạn làm hoàn thành cái phần táp này cho nó đúng với cái sản phẩm của mình. Đó. Và tiếp theo, đối với cái mẫu này, mình sẽ làm tiếp cái phần ảnh khách hàng của Lada. Đây, ảnh khách hàng Lada đây. Thì ở đây là lít vô từng cái ảnh này sẽ ra một cái bài viết. Đúng không? Đây ra một bài viết. Đó. Đúng không? Đây. Thì để làm được cái này thì mình phải nhìn vô. Cái này được quản lý ở đâu? Ảnh khách hàng Lada là cái này được quản lý ở đâu? Thì cái này mình đưa nó vô cái phần gọi là quản lý bằng bài viết. Đúng không? Thì đang nhập vào trong quản trị nha. Đăng nhập vào trong quản trị để mình tạo một cái mục trước nha. Tạo một cái mục. Rồi mình cho bài viết nha. Mình tạo một cái chuyên mục. Mà giống cái này luôn. Và mấy cái chỗ này là gì đây, dự án dự này đây, là gì đây, để coi bên đây là đây là gì, bài viết luôn, mấy trên này là một mấy bài viết thôi, link mấy bài viết thôi, không có gì hết, không có gì. Rồi mình xem cái đó ha. Rồi tiếp tục mình sẽ quay vô cái trang chủ của mình để mình tạo thêm một cái session, cái khung ở chỗ đó là gọi những cái nào liên quan đến bài viết ảnh của khách hàng nha. Ở đây mình sẽ sửa trang. Sửa trang edit unit builder. Rồi mình sẽ add một element ha. Mình tạo một cái session nha. Session nếu như mình muốn cái vị trí đó có màu nền tạo session ha, còn không có màu nền thì tạo background ha. Thì đây tôi tạo session cho bạn là quen cho các bạn luôn ha. Chọn session nha. Chọn session rồi chờ. Rồi sau đó mình sẽ chọn mặc định ha, mặc định hay mẫu nào đó tùy thích ha. Mặc định giờ mình bấm apply. Mình sẽ đặt tên cái này là ảnh nè. Lala nè. Sau đó mà mở nó ra, sau khi tạo xong luôn phải mở nó ra chứ mình đừng có để nó đóng lại, nó bó lại, thì nó khó lắm. Mở nó ra. Thì đầu tiên mình làm cái title trước nè. Đầu tiên mình làm cái tiêu đề ha. Tiêu đề nè, đây nó có một cái tiêu đề. Tiêu đề đây, đúng không? Tiêu đề này là bình thường, không có gì hết. Thì mình làm một cái tiêu đề ha. Add to session, add một cái test để làm tiêu đề ha. Test. Rồi, tiêu đề mình sẽ chọn là headline. Headline là apply. Headline này mình sẽ open editor để mình có nhiều cái để mình làm thêm hơn. Nếu như mình muốn viết thêm, muốn mà mở rộng ra thì ở đây nè, đây có chỗ cho mình. Ở đây nè, hiện nè. Thu mở nè. Chỗ đây thấy thu mở nè đó. Ở đây mình sẽ muốn làm gì đây mình sẽ làm thêm vô dán vô. Đó là cho này ra giữa luôn. Tiêu đề thường thường mình sẽ để H2 nha. Tiêu đề mình để H2. Đó. Cái tiêu đề này mình có muốn cho nó in đậm không? Upload in đậm luôn. Không. Màu gì đó mình sẽ thêm vô. Ví dụ đây nó muốn màu ở đây mà màu đen thì mình để màu đen, thấy không? Màu đen thì đây chọn màu chữ nè, màu đen chọn vô, đó là màu đen. Đó. Còn có đường link liên kết ở dưới thì mình sẽ làm sao, giờ liên kết mình không có. Liên kết đây là đây. Để mình muốn liên kết thì mình sẽ làm luôn, copy nguyên này qua luôn. Copy nguyên cái này đem qua luôn. Copy qua luôn ha. Qua luôn. Mình có thể viết chung cái test này, nhưng mà viết thì mình viết riêng đi. Tạo một cái test mới đi. Test mới đi cho nó dễ quản lý. Rồi. Đi vô.
nay nó dạng clip thì mình bỏ đi. Thì mình phải cho nó chuột lên. Tại vì cái đây là đó. Cách nó ra rồi mình làm tới vậy đó. Này là tạm thời mình còn Donna để mình lia cái này hết đi. Lia hết mấy cái link của họ đi. Tại vì cái này link của người ta. Lia không? Lia hết đi. Mình sẽ lên cái mình sao ha. Mỗi cái mình cắt ra nè. Mình muốn nó có nó ấy thì mình cho dấu cho cái cây đứng này nè để cho nó ấy ship nút trên nút enter đó, thì sẽ ra cây đứng vậy nè. Đó, các mẫu nè. Đó. Chút xíu mình có bài của này phải liên kết vô sao ha. Cái này là mình lấy những cái nổi bật đưa ra thôi, cái này mới làm động làm tỉnh thôi chứ không có làm động được. Đó, ví dụ vậy đây lên luôn. Đó. Không? Đó, apply, update, ok. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ review lại ha, xong cái tiêu đề mình sẽ review lại cái website của mình, rồi mình có cần chỉnh thì mình chỉnh ha. Review lại. Đó, mình review lại, mình kéo xuống mình coi như thế nào. Mình thấy nó nè, cái chữ này nó sát lề, nó tới lề luôn nè, thấy không? Tới cái lề của máy tính màn hình luôn. Mình cho thục vô ngay giữa, ngay mí giữa content của mình chỗ này thôi. Để làm được việc thục vô ngay giữa mí content này á, thì mình phải làm thêm một cái thao tác nữa mới được. Nè, thì cái session này là nó đầy trang. Mình muốn mà cái nội dung bên trong cái session này mà nó nằm ở giữa, thì mình phải add to session, tạo một cái row ha. Nãy mình tạo một cái row. Vẫn phải tạo ra nằm trong session. Tạo ra xong rồi mình chọn một cột ha. Một cột xong mình xéo xuống dưới apply. Mình được cái row xong mình apply cái row này mình để small thôi. Không cho nhiều. Rồi cái những cái test này á, mình bỏ mở ra mũi tên nó sẽ chỉ xuống, mở ra hết. Xong mình kéo cái dưới xuống. Rồi kéo cái trên này xuống theo. Đó, update nó lại. Update xong rồi mình quay qua ngoài đây để mình F5 nó lại để mình coi xem lại kết quả nha. Đó, rồi sau khi F5 lại mình sẽ thấy mình sẽ xong cái phần này đây. Ví dụ mình muốn cái chữ này sẽ ra giữa thì mình ra giữa cho nó đẹp và không thôi. Ví dụ muốn ra giữa cho đẹp và không thôi. Đó. Không? Muốn ra giữa thì mình ra giữa, muốn cách ra nữa thì mình sẽ làm cách ra. Nha. Đó. Rồi. Đó là cái phần title. Rồi tiếp tục á, bây giờ mình sẽ gọi tiếp cái phần bài viết dưới này ra nha. Thì để gọi bài viết á, thì cũng giống vậy, ở dưới test này nè, mình sẽ add to column.
nét một cái bài viết mà lóc bờ lóc ha, lóc post đâu ra. Mình chọn nó overlay, overlay để cho nó overlay hoặc nộp màu gì đó tùy thích ha. Mình muốn chọn gì mình chọn đây, mình nộp màu là đây, overlay là đây ha. Mình coi mẫu để mình lấy overlay rồi apply ha. Apply xong rồi ở đây nó chỗ này mình muốn slider là nó chạy qua, còn đối với bài đây á thì mình chỉ muốn cho nó rau rau là xuống hàng ha. bốn bài viết trên một hàng là column mình để 4. Đó, rồi mình kéo xuống tiếp, mình kéo xuống đến category ở đây á, là mình sẽ chọn cái category đúng như rồi cái mình đã setup là ảnh khách hàng của Lala ha. Thì ở đây thì tạm thời mình chưa chọn để mình lấy cái hình này, để mình có cái hình mẫu để mình design. Còn mình chọn sao ha. Chiều cao của ảnh thì mình để là 1:1 là ảnh vuông ha. Rồi chiều cao ảnh là để 1:1 ảnh vuông ha. Rồi tiếp theo mình sẽ chỉnh tiếp cái phần mà ở đây nếu như mình muốn để hiển thị cái mô tả ngắn á, thì mình hiển thị, không thì mình có thể ẩn đi cái chỗ là mô tả ngắn ở đây, thì mình sẽ còn ở đây visible hay không visible, có chỗ accept nè, hay đền đi để cho nó nhẹ lại. Rồi sau khi cái ngày tháng năm á, mình có thể ẩn đi luôn, mình phải ẩn ngày tháng năm đi luôn. Ngày tháng năm á, thì ở đây mình sẽ date nè, hidden luôn. Salary mình để là hidden luôn, comment là hidden luôn, cho nó nhẹ nhẹ bớt. Rồi sau khi mình chỉnh xong rồi mình coi lại ok chưa nha. Ví dụ mình muốn chọn qua cái mẫu khác á, cái kiểu khác thì size nè, ví dụ như size mình muốn là size nó có là cái size hàng trước thì mình chọn vô đây đó. Sau đây mình chọn lại cái mẫu thì mình chọn mẫu best này đó, tùy theo mình thích mẫu nào mình chọn mẫu đó thì nó là mẫu vậy. Nó không có thể nào mà giống 100% như bên kia nó mới có là show được cái ảnh khách hàng. Rồi đó, mình sẽ đăng ảnh khách hàng ở chui đây nha. Và apply và update. Đây này, cái này cái show giống như show một cái dạng bài viết tin tức vậy thôi nha. Đó, sau này mình muốn show dạng bài viết tin tức thì mình cũng show dạng này được nha. Sau này mình show bài viết tin tức, muốn nhiều bài viết tin tức xong một cái trang nào đó thì mình cũng show được dạng như này. Rồi bây giờ mình sau khi mình làm xong rồi mình sẽ F5 này lại để mình check lại ha. Sau khi mình check lại mình thấy tại cái bài đầu tiên nó không có hình cho nên nó không ra thôi ha. Bài đầu tiên này nó không ra. Không phải không có hỏi không có hình mà là ở đây mất bài, mình vô mình chỉnh lại chỗ này ha. Đây nè. Lại đây đó. Và cái total này phải đổi để đủ 8 ha mới được ha. Rồi đó là xong ha. Bây giờ tiếp theo mình sẽ làm tiếp cái phần footer bên dưới. Rồi ha, mình làm xong vậy ha. Rồi tiếp theo mình sẽ làm phần footer bên dưới ha.